thấy lưu biết không? Thì A phải lớn hơn 0 khác 1, và B phải lớn hơn 0. A phải lớn hơn 0 khác 1, và B phải lớn hơn 0. Vậy điều kiện của mình là 2x cộng 1 lớn hơn 0. Kịp chỗ này chưa? Đó, chỗ này cũng vậy. Khỏi giải hoặc là muốn giải cũng được, tùy. Vậy x sẽ lớn hơn trừ 1 phần 2, và x sẽ lớn hơn 1 phần phần 2. Thích gộp lại thì gộp, không thì để im. Sau đó cộng thằng gì thì nhân đi. 2x cộng 1 nhân cho 2x trừ 1 bằng 1. Thấy hằng nó thức không? Ra gì? A bình trừ 2a thì A bình trừ B bình. Dạ, phải thuộc công thức bằng 1. Logic 3 này ra mấy? Chậm chậm thôi, 2 bình rồi x bình nữa. Đẹp. Sau đó lại nhớ là kiến thức logic đi. Này bằng thằng này, mũ thằng này là 4x bình trừ 1 bằng 3 mũ. Đã ghi vậy nè, nó thấy giùm cái là 4x bình, chuyển cái này qua đây ra mấy, ra 4x bình bằng 1. Không biết thì chuyển lại, xong bấm bấm phương trình, phương trình bậc 2 đó, thì ra x bằng 1 và x bằng trừ 1. Tự bấm máy tính, sau đó thế vô đây, thế trừ 1 vô trước nha. Trừ 1 có lớn hơn 1 trừ 1 2 không? Không, lỗi. Tiếp thế 1 vô. 1 có lớn hơn 1 trừ 1 2 không? 1 lớn. 1 có lớn hơn 1 2 không? Lớn. Nhận.